Nhưng mà mọi người biết không quý vị á, thật ra khi mà làm việc, chúng tôi làm việc với nhau á, thật ra là chúng tôi vẫn Khoa vẫn luôn xem Oset là một nghệ sĩ trẻ đang phải hoàn thiện mình mỗi ngày. Cho nên cái việc là bạn ở nhà phải bật mí mọi người là bạn rất là ngoan. Lúc đầu khi bạn vào đây mình lo là bạn không có biết chỗ đi ăn, hoặc là cũng không có tiền về chỗ ăn uống. Nhưng mà bạn nói anh yên tâm, em tự đi chợ, em tự nấu cơm, và bạn tự nấu cơm để bạn ăn. Chỉ có vấn đề chưa nấu cho Khoa ăn được thôi, vì chưa có bữa nào anh em cùng có thời gian cùng với nhau cả. Và Khoa phải dặn một đường là khi mà em làm nghề ngoại trừ đi diễn có thể về về khuya ok, nhưng mà nếu mà ngày bình thường á, thì làm gì làm em phải về nhà trước 12 giờ. Bởi vì như vậy thì anh nghĩ là nó sẽ an toàn và nó sẽ đảm bảo tốt nhất hình ảnh của em. Còn nếu mà em không về kịp thì em giống như là lọ lem vậy đó, sẽ thành chơi bí và ra ngoài đường. Mình cứ nói đùa như vậy thôi. Mình rất là mừng bởi vì là một người nghệ sĩ trẻ đại diện thế hệ, một cái thế hệ trẻ giống như Monster, như Lam, là phải tư duy tốt trong việc phát triển âm nhạc và cả việc phát triển cái nhân cách con người của mình nữa, để người ta nhìn một cái nhìn tốt đẹp hơn và thiện mỹ hơn về showbiz của anh em chúng tôi đã làm nghề. Khi mà làm việc với Osa thì em thấy đúng là quả thật á, với em thì một cái mình phải đón nhận một cái thế hệ mới, các bạn trẻ cần những cái tư duy mới hơn trong âm nhạc ở những cái thời điểm như thế này. Và quan trọng rằng là cái người nghệ sĩ hoặc là như Osa đó có những cái tư duy mới về âm nhạc, chịu khó, chịu cực để có thể thực hiện cái đam mê của mình. Và với em thì quan trọng là nghệ sĩ là phải ngoan nữa, bởi vì mình thấy luôn luôn có rất là nhiều những cái lùm xùm ở trong nghề. Mình biết rằng là có những cái hoàn toàn khách quan thôi, nhiều khi nghệ sĩ họ không muốn đâu, nhưng mà mình thấy rằng là với nghệ sĩ á, thì không phải là mình hạn chế, nhưng mà mình có thể làm sao tốt nhất để mà khi có những cái giải mình phải có những cái giải pháp, khi có những cái sự cố về truyền thông, về những cái hình ảnh không quá đẹp, thì em nghĩ rằng là Oset đủ sức để có thể bảo xây dựng cái hình ảnh nó thật là đẹp.